Đây là tôi, mọi người gọi tôi là Thạch. Thạch trong tiếng Việt có nghĩa là đá, bởi tôi có tính cách bướng bỉnh và không làm theo những nguyên tắc nào cả. Có nhiều lần tôi gặp không ít thử thách và vấp ngã trong cuộc sống. Sài Gòn hoa lệ mà, hoa cho người giàu và lợi cho người nghèo. Nhưng bù lại, tôi có công việc để làm, một niềm đam mê để theo đuổi, một sức khỏe dẻo dai và cả một cuộc đời tươi vui để sống. Tôi hạnh phúc vì có con đường đi của riêng mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trong cuộc mưu sinh. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như mình đã buông tay, đánh mất sự lương thiện chân chính. Nhưng cuộc đời đáng sống là lúc ta vượt qua bản ngã của chính mình.